Shop áo may.com, shop áo thun Minecraft giao hàng toàn quốc, chất lượng, uy tín, giá chỉ 99 nghìn. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Pixelmon. Ở tập trước á, thì mình khá là may mắn khi mà tìm và bắt được một em Pokemon mới, đó chính là em Tyranitar. Đây là dạng tiến hóa của Lavita đó các bạn ơi. Và dạng này thì mình có thể thoải mái cưỡi đi khám phá trên cạn nè, và cũng như là chiến đấu luôn, vì em này có sức tấn công rất là mạnh và phòng thủ thì cũng nói tương đối tốt á. Rồi, và trong ngày hôm nay thì mình dự định sẽ chế tạo thêm một vài bóng chứa Pokemon mới và một chuyến khám phá mới luôn. Vì hôm rày mình đi khám phá ở trên cạn cũng khá là nhiều rồi đúng không? Nên hôm nay đợi gió xuống biển khám phá thôi. Và đầu tiên thì mình cần phải lấy những cái African mà mình đã hái và nấu lên sẵn nè, để bắt đầu công việc chế tạo á. Đầu tiên thì mình cần phải làm cái loại Deep Bone này trước. Và mình cần phải có Deep Bone Leaf trước nè. Deep Bone Leaf thì được làm theo công thức giống như vậy. Được chỉnh cái luôn nha. Kế đến là những cái Ultra Bone. Tại vì hôm rày á thì mình bắt mấy cái Pokemon cấp cao ưa bị hụt lắm luôn á, nên lần này mình sẽ chế tạo nhiều Ultra Bone một xíu, để mình có thể bắt được những Pokemon tốt dễ dàng hơn. Và đây là hai loại mà mình nghĩ cần thiết rồi. Và giờ thì mình sẽ cho vô cái hệ thống chuyên làm những cái nắp Pokemon nè. Ở đây chỉ làm hai, cái này thì cũng chỉ làm hai luôn, và cái còn lại cho vào đây. Giờ thì chờ cho nó nấu nhá. Trong lúc chờ đợi á thì mình sẽ đi qua nhà của mấy cái chị bán hàng cái đã, tại vì mình còn những cái đĩa nè mà mình chưa có biết giá cả nó như thế nào nữa. Sẵn đó qua đây coi coi được thì mình sẽ bán, còn không được thì mình sẽ dạy cho mấy em Pokemon của mình nhá. Cái đĩa Solar Beam thì bán giá 5.000 và đĩa kia thì cũng giá 5.000 luôn. Ủa chắc mấy đĩa này tốt lắm này. Nhưng mà không biết Solar Beam dạy cho em nào ta. Em này không được. Raichu thì sao? Raichu thì càng không được. Min sao? Cũng không được luôn. Bobolan cũng không được, gì dạy cho em nào giờ? Ui, hệ lá, đây là skill hệ lá các bạn ơi. Dạy cho em Charizard được nè. Mình nghĩ nên thay thế cho Queen Attack đi, để cho có một cái kỹ năng tốt hơn xíu nha. Được khi sự, được khi sự. Rồi giờ thì mình sẽ thu hồi lại em Bavalan luôn đi. Còn cái đĩa Rock Ballist. Rock hả? Là đá hả ta? Mình coi coi dạng PC, dạng Pokemon của mình có em nào hệ đá không. Có mỗi em Tyranita là hệ đá thôi. Không biết còn em nào không ta. Mà tạm thời mình sẽ thử cho Tyranita ra, coi coi có dạy được cái kỹ năng này không nhá. Thiệt nè, dạy được nè. Mình sẽ thay thế cho kỹ năng nào giờ. Kỹ năng mình thấy kỹ năng nào thay thế cho kỹ năng Scarify nè. Thử luôn. Vậy là em Tyranita của mình đã có được một kỹ năng mới. Và chắc mình sẽ mua thêm bóng chứa Pokemon đi các bạn ơi. Và mình sẽ mua đó chính là bóng chứa thường thôi. Tại vì mình muốn bắt những Pokemon lạ lạ khác nữa ấy, mà cấp không được cao, nên mình sẽ sử dụng cái Pokemon thường nhá, để cho nó tiết kiệm. Ultra Ball thì dành riêng cho mấy em Pokemon xịn xịn. Vậy thì nó sẽ hợp lý hơn. Và nãy giờ không biết mấy cái nắp nó làm xong chưa ta. 9 cái. Ui, như xong rồi. Wow, làm nhanh vậy. Ủa, làm xong nhưng mà sao nó cứ đập đập hoài vậy. Không hiểu luôn á, trong đây còn cái gì đâu mà cứ đập đập hoài, bó tay luôn. Rồi giờ thì mình đã có được những cái nắp, mình sẽ kết hợp với những cái đế giống như vậy nè, để tạo ra được những cái quả bóng Pokemon. Nhưng mà tình hình này thì chắc mình sẽ thiếu đế rồi đó các bạn ơi. Để mình sẽ tranh thủ lấy một mớ sắt rồi làm cái đế luôn nha. Đây mình sẽ làm một mớ đế giống như vậy nè, 50. Wow, 50 thì dùng được ha, rất là lâu đây. Chia làm 3 ra để cho nó làm ra nhanh hơn nhá. Đây, ở đây và bên đây nữa. Rồi giờ thì mình sẽ sử dụng nốt cái số đế còn lại để chế tạo những bóng chứa Pokemon luôn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ làm Ultra Ball trước nhá, là bóng Pokemon khá là xịn. Đây Ultra Ball nè. Đó, được 13 trái rồi. Và bây giờ thì lại chuyển sang thiếu nốt. Giờ mình thiếu thốn nhiều thứ quá. Và nốt thì mình có thể nấu từ ở chế tạo từ những cái cục đá nhẵn á, nên mình sẽ nấu đá cuội ra thành đá nhẵn nhá. Đây mình sẽ chia ra thành 5 cái lò nung đi, để tăng tốc độ nấu tối đa luôn. Đó, giờ thì mình sẽ đợi cho nó nấu nốt cái số đá cuội thành đá nhẵn, rồi sau đó tiếp tục trở lại với công việc chế tạo nhá.
mình đã có được kha khá những cái nút bấm rồi các bạn ơi. Bây giờ tụi mình sẽ tiếp tục chế tạo những cái deep ball này được chỉnh trái, cái đến là love ball để bắt mấy em Pokemon khác giới tốt hơn. Vậy là xong rồi, được những à còn là một loại bóng chứa Pokemon mà mình muốn chế tạo nữa, đó chính là đâu rồi nãy mình mới thấy đây 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 Dust Ball nè, là bóng chứa Pokemon này cho phép mình bắt những Pokemon vào ban đêm tốt hơn á. Ở đây thì mình làm được ba cái thôi, thôi kệ không sao, ba cái cũng được. Test thử coi, nếu mà tốt sắp tới mình sẽ chế tạo số lượng lớn luôn nha. Rồi đã có được những cái là bóng Pokemon cần thiết rồi đó, và chắc bây giờ thì mình sẽ cùng nhau lên đường thôi các bạn ơi. Một hai ba bốn năm, năm là bóng chứa Pokemon khác nhau. Wow, chuyến này chắc sẽ bắt được khá khá Pokemon đây. Hy vọng là có thể gặp được những Pokemon mạnh mạnh hoặc là lạ lạ để mình có thể bắt nhá. A few moments later. Và mình đã đến cái hội quán đá rồi các bạn ơi. Đây là khu vực rất là gần biển luôn á, để phục vụ cho công việc khám phá biển trong ngày hôm nay. Và mình cũng đã mang về cho mình cái huy hiệu đá đầu tiên nè, sau khi đánh bại được cái hội quán này. Đằng kia thì có một cái hố Ultra, không biết mình có nên vào cái hố đó không ta, vì mình đang rất là muốn đi khám phá biển á, nhưng mà chắc vô trong đó một xíu chắc cũng không sao đâu nhờ. Được được được, giờ mình sẽ thử vô trong cái hố đó nha, bằng cách cưỡi em Charizard lao thẳng vào bên trong cái hố luôn. Hy vọng là có thể bình an trở về. Đi vào thôi. Ui, đằng kia có cái Master Chat kìa, mấy phía đằng này hình như là pháo đài địa ngục à. Ui, trong này nó còn có pháo đài địa ngục các bạn ơi, nhưng mà tầm nhìn nó rất là hạn chế luôn á. Ồ, tầm nhìn nó ngắn ngủn à. Ok, để mình khám phá dưới này một xíu cũng được, không biết trong này có Pokemon không ta. Ủa, chỗ này bự thì có bự thiệt á, nhưng mà mình không có thấy Pokemon các bạn ơi. Ủa, đằng kia còn có mấy cái đảo nhỏ nhỏ gì nữa kìa, không biết nhảy lên có sao không nữa. Làm liều nha, làm liều nha. Đây, nhảy qua nè. Ui, may quá vẫn có thể bay qua được. Ở đây có những cái thạch anh. Ui, một phút nông nổi là rớt xuống dưới thiệt là cho về luôn đó, không đùa được đâu. Rồi, và trên kia là một cái ngọn núi ha. Được, mình sẽ cưỡi Charizard bay lên trên xem như thế nào. Coi coi. Thằng này có một cái môn dơi, có đá en đâu nè, quá trời đá en luôn á. Ui, ở đây lại có một cái Time Spy Onta. Khu vực này ở lần trước á, các bạn có chỉ mình là cái khu vực giúp mình có thể triệu hồi ra những cái Pokemon sáng tạo gì đó, và mình nhặt được một cái Iron Blade từ cái Beast Chat. Wow, xịn nha. Được, và đây là cái gì, Pokemon gì mà màu vàng vàng vậy, vàng cam nè. À, Lavita. Giờ thì mình đã có Tyranitar rồi nên chắc Lavita mình sẽ không cần phải bắt đâu các bạn ơi. Nè, ôi giờ tính ra mấy cái Onta này cũng không khó tìm hết chứ. Ôi giờ hổm ra mình gặp được hai cái Onta rồi. Cái này thì mình không có mở được. Này cho vô được không? Cũng không được luôn. Mình cũng chưa biết cách dùng nữa, nhưng mà để từ từ mình sẽ tìm hiểu và sử dụng cái Onta đó sau nhá. Giờ thì đi tìm những Pokemon lạ lạ trong đây thôi, cũng như đi khám phá thêm á. Nhưng mà công nhận ở dưới này, ui, mèo nè. Nhưng mà mèo này có vẻ khá là lạ các bạn ơi. Mèo màu xám, hình như đó là một hình dạng khác của mèo hay sao ấy. Và đằng kia lại là một cái hố Ultra nữa. Nhiều hố Ultra vậy. Và đây hình như là tới khu rừng rồi, khu vực jungle nè các bạn ơi, có mấy cái cây rừng nè. Và đây là Pokemon này, Denino hệ rồng. Đây là Pokemon hệ rồng nè, rồng màu bóng tối. Ui, được được được, bây giờ không biết có ban đêm không nữa, không để mình thử dùng cái không. Ui, đằng kia có Ultra Beast luôn. Chứ chưa, từ 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 qua đây coi trước cái đã. Nè. Ủa, cái gì vậy? Bảo này anh ra, để anh lại anh kiểm tra cái kia coi sao em lại cản anh. No. Thôi cho anh chạy đi, cho anh chạy đi. Ủa, cái này là cái gì ta? Cái này biết di chuyển luôn á. Ủa, cái này phải chiến đấu hả? Lạ dạ, lạ dạ. Thử chiến đấu với cái này coi. Ủa, cái này có bắt được không vậy? Thử 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 thử. Dùng cái này có giới tính không nha, để coi coi. Cái này không có giới tính.
Vậy thì mình sẽ dùng cái Ultra Ball đi. Biết đâu được đây là một cái gì đó rất là xịn sò thì sao? Tại vì lần đầu mình gặp luôn á, rất giống một cái Ui, không không chịu rồi. Rất giống một cái tháp di động luôn các bạn ơi. Thử dùng cái bóng chứa Pokemon thường nè. Biết đâu được Ultra Ball không chịu mà bóng thường chịu thì sao? thử xem. Và được luôn. Ui lạ vậy. Đó là một Pokemon hả? Tại vì mình lần đầu mình thấy kiểu như Pokemon mà có cái ký hiệu là màu xanh nước biển kiểu kiểu vậy các bạn ơi. Đấy cũng khá là lạ. Mình muốn qua đây bắt em Pokemon thầy rồng này cái đã. Thôi. Cho anh đi qua đây bắt Pokemon thầy rồng đi. Hy vọng là đừng có hên quá nè, em này chưa có despawn. Được. Mình sẽ ăn một cái nè, cho nó no bụng rồi sau đó bắt em này nhá. Rồi đầu tiên là khiêu chiến nè. Nếu mà mình không khiêu chiến không biết mình có bắt được không ta. Mà tạm thời thì chứ chiến đấu nhẹ nhẹ trước đi. Đó, đánh thường một cái kéo được ca cá máu rồi. Giờ thì nhanh chóng sử dụng Dustborn. Mình thấy khu vực này tối tui hà, chắc giờ cũng trời tối á. Mong rằng có thể bắt được em này bằng Dustborn. Và... không thành công rồi. Ôi em này còn phản đam lên mình nữa kìa. Một Pokemon đại rồng có khác. Mình sẽ sử dụng cái... Ê, có giới tính thì sao nha. Em này là giới tính... Được, không được. Được thì không ổn đâu. Mình sẽ sử dụng cái bóng nào đây? Bóng thường đi. Nãy giờ mình thấy cơ rài ở bóng thường lập công liên tục luôn ấy. Ê trời. Ui, vừa tung bóng thường cái chạy ra ngoài liền. Đừng nha, đừng làm như thế nha. Bóng thường lần hai nè. Thử xem liệu bóng thường có thể chinh phục được em này. Và... được rồi. Lại thêm một em Pokemon này rồng về đội của mình rồi các bạn ơi. Ui, đây là khu vực jungle á. Tại vì ở trên Vanilla thì mình vẫn chưa có tìm được khu vực jungle các bạn ơi. Nên tranh thủ dưới này có khu vực jungle thì mình sẽ ấy luôn nhá. Ở đây có Pokemon Monkey nữa nè. Monkey hả? Thử dùng Slash coi. Monkey khá là yếu các bạn ơi. Và rơi ra cho mình một cái Tamato Berry. Cũng như là mấy cái trái cacao á. Biết bên trong khu rừng này còn Pokemon nào xịn khác không ta? Đằng này có Bichette nữa nè. Bichette này khá là xịn luôn ý. Rơi ra những cái viên đá sét á. Được. Charizard mình đang bị tê liệt rồi nãy. Đang bị tấn công từ em rồng ấy. Giờ vẫn còn dính hiệu ứng giật điện kìa. Và đây là cái Bichette đúng không? Đáp xuống một cái thử xem. Rơi ra một cái Ice Memory. Ký ức băng hả? Không biết có phải không nữa, nhưng mà tạm thời cứ tiến lại gần với cái Beast Chat trước đi các bạn ơi. Lấy càng nhiều càng tốt á. Phải chứ bây giờ mà mình có thêm một cái Tyranitar Z thì hay á. Dùng Tiki Z cho em Tyranitar luôn. Và coi cái này sẽ rơi ra. Ủa cái này là Master Chat rồi. Master Chat hả? Được. Master Chat thì cũng có thể rơi ra Master Ball đấy. Rồi ra Rayran Boost. Cái này là kỹ năng mà em Tornado của mình từng sở hữu á. Cũng khá tốt nha. Ok, để bây giờ mình sẽ lại gần cái chỗ Bichette đó cả đã các bạn ơi. Không biết cái Bichette này sẽ rơi ra cái gì đây. Đá xuống một cái và Bichette rơi ra một cái Ghost Memory là dùng cho hệ ma hả? Ủa đây là cái gì vậy? Ui. Các bạn có nước ở thế giới này nè, lạ ghê luôn á. Wow, nước hay nha, nước không chảy ra ngoài luôn nè. Lạ thiệt sự luôn. Và cái trong này nó cũng rất là đáng sợ nữa. Vì nó tối thui à, mà cái tầm nhìn cũng bị hạn chế nữa chứ. Để xem và mở ra. Rayranium Set. Ủa? Mà có giống ông ta, có giống cái Rayranium Set lần trước không nhờ? Để mình xem lại cái đã. À đúng rồi, nó giống nhau. Như vậy thì mình có thể trang bị cái Rayranium Z cho em Pokemon mình mới tìm được á. Ủa nhưng mà mấy cái này có phải là kim tự tháp không? Nhìn giống kim tự tháp mini vậy. Coi có rương. À không, cái này là nó chỉ làm tượng trưng thôi chứ bên trong không có đồ các bạn ơi. Phải tưởng đâu với cái này là cái kim tự tháp thì hay ha. Thoải mái vô trong tìm đồ luôn. Và ở đây thì có mấy Pokemon của vùng sa mạc. Phía xa xa lần này á thì lại có thêm một cái Master Chat nè. Để mình kiểm tra nốt luôn coi.
nhưng mà mình vẫn thích mấy cái beat jazz hơn á. Nhưng mà trước đây có vẻ cũng không dễ tìm cho lắm các bạn ơi. Và hướng vô là ở đây. Thử mở ra một cái, được thêm một cái solar beam. Và phía tít ở dưới lại có cái master jet kìa. Các bạn có thấy vàng vàng dưới không? Nhưng mà xa vậy, sao mà nhảy xuống dưới lại trở về thế giới thường giống như lần trước. Thì toàn á. Ở trên đây mấy cái đảo, có mấy cái thạch anh. Và tiếp tục là cái khu rừng. Không nhận cái khu rừng này to thực sự á. Như nãy giờ, ê đây 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 đây, beat chết đây rồi, beat chết đây rồi. Cố gắng lại gần với cái beat chết thôi. Trong này nó tối thui à, khó nhìn ghê luôn á. Thử xem coi, ngoài cái beat chết này thì còn có Pokemon nào lân cận không ấy đã. Mình muốn bắt thêm một Pokemon mới quá. Nhưng mà có vẻ khá là khó để gặp các bạn ơi. Được cái Sky Play. Sky Play hả? Cái này mình được một hai cái Play rồi, ở nhà mình có cái màu hồng nữa. Được ba cái rồi đó. Phía trên này là một cái thành phố kết thúc. Ủa như có con thuyền luôn các bạn ơi. Ý. Ui ở đây có em cuốn nè. Rock group. Được chắc mình sẽ bắt em này đi. Thử dùng cái dust ball coi. Giờ chắc ban đêm rồi đấy. Mình tin là bây giờ đang ban đêm này. Trời tối thui à. Và thử xem có được không. Đó. Sức mạnh của dust ball. Cat S9. Mình đã mở được thành tựu. Kiểu như là bắt được Pokemon vào ban đêm các bạn ơi. Được thì sự nha, được thì sự nha. Rồi giờ thì nhanh chóng lại gần cái chỗ này, kiểm tra coi bên trong có những cái món đồ gì. Và qua cái con thuyền luôn. Bình tĩnh. Bị đánh là hất tung lên đó. Bay vèo vèo lên trời khổ. Lần trước bị quýnh một lần rồi. Bay lên thêm mấy chục bà lóc luôn. Này thì su cơ nè. Lấy thêm cái vỏ các bạn ơi, về làm rương su cơ á. Đựng đồ rất là tốt, giống như một cái ba lô di động vậy. Và được hai cái. Ủa con thuyền đâu? À đây, con thuyền đi rồi. Ý tính ra nếu có con thuyền thì mình có thể lấy được cái cánh á. Ơ, đúng rồi. Ở đây còn có vàng hoa thuốc nữa nè. Lượm luôn. Vậy là hôm nay chúng ta đã có thể có được một cái cánh cứng sử dụng trong việc bay lượn rồi. Này thì su cơ nè. Su cơ thì su cơ, lấy cái cánh trước đi rồi tính gì tính. Trong này thì có ủng kim cương, mending luôn. Wow. Xịn sò con bò. Chắc phải cắt bớt đồ vào trong cái này thôi. Sẽ lấy hết đồ trong này về nha. Lấy hết để trước đi các bạn ơi, rồi tính gì tính. Chờ lại mấy bóng chứa Pokemon nè. Rồi cắt bớt vũ khí khoáng sản vào trong. Nhiều quá à, mình chứa không xuể luôn á. Nhiều thiệt sự các bạn ơi. Rồi lấy lại cái rương su cơ cái đã. Và cánh thì mình có thể trang bị vô liền. Đó, giờ mình đã có thể lượn luôn rồi đó. Quá tốt. Su cơ này thì su cơ nè. Lần trước dám cà kẹ mình. Mà còn thêm cái đầu rồng nữa chứ. Xuống the end gặp được tàu kết thúc. Không thể bỏ qua được cái đầu rồng này. Mang về trang trí cũng khá là tốt. Chưa. Ờ mình có slot rồi. Hoặc là mình có thể đội vô luôn cơ. Đây nè. Wow. Rồng Ender đây. Đầu rồng Ender to đùng luôn á. Và lượn thôi. Ui lượn nhanh quá. Để xem nào, đáp xuống một cái. Hướng xa xa đằng này thì có một cái này là cái Master Chat các bạn ơi. Wow, không biết cái Master Chat ở đây có cái gì nữa. Thử xem nhé, ở đây có em chuột nè. Ở đây có nhiều em Pokemon chuột kia luôn á. Thử xem, Master Chat này sẽ rơi ra. Búp. Một cái đĩa. Ultron không biết dùng cho Pokemon nào ta. Ok, chắc bây giờ mình sẽ lấy thêm một cái beat chat nữa nha. Rồi nếu mà không gặp được Pokemon mới thì chắc mình sẽ trở về nhà để khám phá biển thôi. Vì mình chưa hoàn thành được cái nhiệm vụ khám phá biển trong ngày hôm nay nữa. Cái beat chat này sẽ rơi ra cái gì nào? Búp. Một cái đĩa Ice Memory tiếp. Ủa sao ra nhiều đĩa Ice Memory á nhờ. Nhiều thiệt sự luôn á. Ok giờ thì chúng ta cùng nhau lượn xuống phía dưới này thôi. Pew, trở về nào. Đã thiệt sự nha. Vậy là mình đã trở về thành công rồi các bạn ơi. Và giờ thì mình sẽ đi xuống dưới biển thôi. Tại vì ở dưới biển sẽ có rất là nhiều thứ để mình có thể lấy luôn á. Nhất là những cái đó. Water Stone Shack. Không những Water Stone Shack đâu, mà còn có hóa thạch của Pokemon nữa cơ. Bạn có nghĩ đến việc có hóa thạch Pokemon trong thế giới Bisemon? Đó là chuyện có thật đó nha. Nhưng mà bây giờ thì mình cần phải làm cho mình một cái thuyền cái đã. Đi ra biển mà phải có thuyền thì mới có thể dễ dàng di chuyển trên mặt nước được. Và thuyền thì làm dễ rồi, từ một ít gỗ là được ha.
Đây mình sẽ làm cho mình bàn chế tạo trước nè. Sau đó là đóng một con thuyền theo công thức giống như vậy. Và lấy lại cái đường sugar đi ra biển thôi. Trời cũng gần sập tối rồi kìa. Mình ra biển một xíu xong đó vào trong này tiếp tục bắt Pokemon là hết sảy luôn. Được thì xử, được thì xử. Đó, 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 đó. Các bạn thấy mấy cái gì đen đen ở dưới không? Thấy các bạn thấy chưa? Đó chính là hóa thạch của Pokemon đó. Đây nè, đây nè. Mình sẽ cố gắng xuống đây lấy thiệt là nhiều những cái hóa thạch này mang về nhá. Và sắp tới nếu được thì mình sẽ tìm hiểu về công nghệ có thể triệu hồi được những cái loại Pokemon này sống lại á, thì mình sẽ triệu hồi luôn nhá. Ê, múc nước. Mình không có đủ điều kiện để chế tạo thuốc thở dưới nước á, nên bắt buộc phải dùng cách là múc nước ở dưới đáy biển như vậy nè để lấy lại oxy đó các bạn ơi. Thế nên cũng rất là khó khăn luôn á. Đã vậy tốc độ di chuyển của mình dưới nước cũng không được cao nữa. Di chuyển chậm ghì à. Nhưng mà kệ, phải gán lên các bạn ơi. Và mình nãy giờ mình lấy được nhiêu rồi, sẽ để xuống phía dưới để dễ dàng thấy hơn nha. Được 3 cái water stone shard rồi các bạn ơi. Múc nước lại cái nè. Rồi đi lên trên để có thể kiểu như là tìm thêm những cái hóa thạch thôi. Và một lần đầu hóa thạch như vậy thì mình sẽ có thể đưa ra những cái fossil nè. Và sử dụng nó vào việc triệu hồi Pokemon á. Ở đây có thêm một cái hóa thạch nè. Đằng kia là những cái Waterstone Shack. Được, được, được. Ở đây có em gì đây? Nhìn giống cá voi á. Nhưng mà có điều nó không thực sự to cho lắm. Rồi, lấy cho mình một ít cá Waterstone Shack tiếp đi. Và cái hóa thạch đâu rồi? Ở đây, 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 hóa thạch đây. Ở dưới đây biển á, nó tối ồn mà mình nhìn nhiều khi nó bị sót á. Có gì các bạn thông cảm giúp mình nhá. Rồi, và mình đã có thêm được 5 cái Waterstone Shack rồi. Cũng như là... Ê, những cái hóa thạch này là nó khác nhau các bạn ơi. Mỗi lần đào thì nó sẽ rơi ra những cái hóa thạch khác nhau á. Và tổng cộng trong đây có bao nhiêu loại hóa thạch đây? Ui nhiều lắm. 2, 4, 6, 7, 14. Rồi 17 nè, 18, 19, 20, 21 loại hóa thạch khác nhau. Như vậy thì 21 loại hóa thạch này sẽ chỉ có thể triệu hồi ra 21 Pokemon khác nhau luôn á. Hay nha. Nhưng mà mình nghĩ muốn tìm hóa thạch dễ thì nên ra xa xa biển một xíu các bạn ơi. Như vậy thì mình có thể dễ dàng tìm nó hơn. Ở dưới có một cái nữa kìa. Đằng kia cũng có một cái nữa. Kiếm chỗ nào có nhiều nhiều mà cạnh nhau để dễ lấy luôn coi. Coi chắc gặp cái nào lấy cái đó trước đi các bạn ơi. Chịu khó lợi lên lợi xuống. Tuy hơi mệt một xíu nhưng mà đành phải chịu là chứ biết sao giờ. Không có trang bị dụng cụ cần thiết. Ôi xịn sò thì nó vậy á. Mình mặc một có một cái đôi ủng. Sải bước dưới nước thì thôi rồi luôn. Mình ha ở dưới đây biết. Tại vì có xe bước dưới nước á, mình di chuyển dưới nước rất là nhanh. Nó không ngại việc trèo lên lội xuống giống như vậy đâu. Chứ giờ cái ủng mình chả có dòng đó thì thôi rồi luôn, lội chậm mì à. Nhiều khi chết ngạt không chừng á. Nhưng mà may mình có trang bị theo sôi nước nên việc đó sẽ không thể xảy ra được đâu. Đó, gần hết oxy là mình múc lại giống như vậy nè. Là có lại oxy liền. Và... à, đây, 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 cái Waterstone Shack trước mặt mà nhìn không thấy. Rồi, được, mình đã có tổng cộng là 9 cái Waterstone Shack rồi. Có thể nén lại tạo thành một cái Waterstone rồi đó. Nên mình sẽ không lấy thêm Waterstone Shack mà tập trung vào việc đào những cái hóa thạch nhá. Đây nè, đây có thêm những cái một cái hóa thạch. Ừ, chỉ có một thôi à. Ít vậy ta. Tính ra hóa thạch này cũng không được nhiều cho lắm á các bạn ơi. Không chỉ có ở dưới đáy biển nha. Hóa thạch thì chúng ta còn có thể tìm ở trong những cái hang nè hoặc là trong lòng đất chẳng hạn. Mà tốt nhất là nên tìm trong những khu vực có sỏi nha. Vì hóa thạch thường xuất hiện chung với những khu vực có sỏi xung quanh. Đó, mình sẽ múc lại xô nước nè. Đó, có lại oxy rồi để không bị chết ngạt. Rồi một xíu khi nào gần vô bờ mình sẽ bắt thêm một ít cái em Migika nha. Migika đó là Pokemon cá các bạn ơi, mình chưa có Pokemon cá nữa hết trơn á. Ở đây có thêm một cái nữa nè. Để mình coi coi nãy giờ mình có được mấy loại rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Nãy giờ mình mới có được 5 loại hóa thạch thôi. Chắc mình phải cắt bớt đồ quá. Chứ tình hình này là mình không có không gian để lấy thêm những cái món đồ khác á. Mình sẽ cắt bớt cái gì đây, cắt cái này. Cắt cái này vô, đó có thêm 2 ô để có thể lấy thêm hóa thạch rồi. Và... đổ xuống nước ra. Em hồi chết ngạt. Và lấy lại rương sugar luôn nhá. Chắc mình phải đổi qua đây đi để có thêm một ô nữa. Nó tận dụng tối đa cái khoảng trống trong đồ mình để mình có thể lấy thêm hóa hạch nhá. Cố lên cho biết sao giờ. Ở đây. Ui đằng kia có Pokemon gì lạ vậy? Nhìn rất là giống cái mỏ neo luôn á. Đó đó đó. Pokemon mỏ neo các bạn ơi. Nhìn lạ cực luôn. Và nãy mình mới thấy cái hóa hạch tao mất đi rồi.
Mình đã đi cũng khá là gần bờ rồi các bạn ơi, và dưới này còn thêm một cái hoa hạt á. Để mình tranh thủ mình lấy nốt cái hoa thạch này rồi sau đó trở lại với công việc bắt thêm Pokemon thôi. Mỗi ngày thì mình chỉ tìm một mớ hoa hạt vậy á, mình tích lũy dần. Rồi sau này mình sẽ cố gắng triệu hồi hết những cái hoa thạch Pokemon nha. Rồi và cái cuối cùng thì nó rơi ra loại nào vậy? À hình như cái loại này nè. Mà nó bị trồn luôn chứ. Hình như trong đây còn có hoa thạch của mấy Pokemon huyền thoại nữa hay sao á. Vì hồi nãy khi mà mình lướt sơ qua cái những cái loại hoa thạch nè. Đó, cái này có tên đàng hoàng nhá. Helix Fossil nè, Bloom Fossil nè, và có tên luôn Omanite. Em này là Kabuto. Rồi Lilep nè. Rồi Anorit nữa. Nó nói chung là có tên đàng hoàng á, mình không biết mấy em đó có phải là Pokemon huyền thoại hay không, nhưng mà mình thấy nó khá là đặc biệt. Rồi giờ thì mình đã trở lại đất liền rồi, nhanh chóng đi tìm thêm Pokemon thôi. Ở đây thì mình thấy có một Pokemon hình cây kiếm. Hết Pokemon cái mũi neo về tới Pokemon hình cây kiếm chứ. Mà chắc mình sẽ bắt mấy em cá trước các bạn ơi, đây có nhiều mấy Pokemon cáo à. Ôi, có cái này đó, đó đó. Chắc mình sẽ bắt em đó trước nha. thử xem. Mình sẽ sử dụng cái Deep Bond nè, bóng chữa Pokemon chuyên bắt mấy em Pokemon ở dưới nước. Và mình sẽ nhử coi nhờ. Không biết mấy em này có lại gần mình không ta. Hình như đang chạy xa mình hay sao ấy. Khó ghê luôn á. Muốn bắt em này cũng không phải là chuyện dễ đâu các bạn ơi. Thử nha. Thử chào thiền ra bắt một em cá thử xem. Mình chưa có em Pokemon nào mà nhìn giống hình dáng của một con cá đó. Đây thử nè, không bóc chú Pokemon. Ấy cha, chết phong một rồi. Ui, what? Ủa phóng chúng luôn nè. Cái gì vậy? Ủa mình thấy mình phóng một mà. Chụp cái gửi có cái mày các bạn ơi. Tưởng chừng phóng một, phóng phé cái bắt được Pokemon luôn. Đó các bạn có thấy Deep Ball lợi hại không? Bắt một phát là bắt một phát là bắt được luôn á. Rồi, đằng này có cây kiếm đang nha, bị gớt xuống nước nè, tranh thủ dùng cái Deep Ball luôn các bạn ơi. Này thì cây kiếm hả? Xuống nước. Mình sẽ đẩy xuống nước. Chơi ăn gian một xíu á. Xuống nước đi, đừng lên bờ làm gì, xuống nước đi, về đợi canh luôn. Xuống nước. Xuống nước. Không được lên. Xuống nước nè. Ấy trời ơi. Bỏ một cái nứt cái Pokemon ra luôn chứ. Wow, đáng sợ nha. Ui, đằng này có Pokemon gì kìa. Gigados. Pokemon Gigados các bạn ơi. Ở dưới. Ủa gì mình có bắt được em kia không vậy? À bắt được luôn rồi nè. Honigear. Em nói trên là Honigear. Được rồi, qua cái chỗ Pokemon Gigados xem. Gigados là một con cá. Wow, một Pokemon, một boss ở dưới nước nè. Được không ta? Đánh lại không ta? Mình có hệ điện, được. Heal cho mấy em Pokemon của mình rồi sau đó heo. Chiến đấu luôn các bạn ơi, Raichu mình hệ điện mà sợ gì. Chiến đấu luôn thôi. Chấp Gigados ở dưới nước luôn đó. Thử xem. Tại kỹ Z thì chưa có cái skill phù hợp nên mình sẽ sử dụng Thunderbolt kỹ năng hệ điện nha. Eo ôi, em này mạnh lắm. Đây là Gyarados Shiny á. Màu đỏ đàng hoàng. Giờ chỉ có hệ điện là tấn công Shiny thôi. Tại vì đang ở dưới nước á. Pokemon hệ nước thì sử dụng hệ điện sẽ gây được rất là nhiều sát thương. Nhưng mà với tình hình này thì khó rồi. Ui, Tyranitar của mình mạnh vậy mà tấn công không vô máu nổi luôn á. Khó rồi. Nhưng mà phải chịu thôi chứ biết sao giờ các bạn ơi, tại vì em này quá mạnh thôi. Ui, phải chi mình có 2 Tyranitar chắc chắn là sẽ đánh bại được em này á. Nhưng mà rất tiếc. Không thể xin nhê được em ấy các bạn ơi. Vậy thì còn em nào giờ ta? Ê thử Stakataka. Thử xem. Ui, đây là Pokemon hệ gì ta? Mình chưa xem hệ nữa. Nãy mình có lướt qua mà mình không nhớ rõ. Thử sử dụng Steel coi. Biết hệ này có quýnh thốn được không nữa. Ê, gây được sát thương nè. Cố lên. Mỗi em á, góp một ít sát thương rồi chắc chắn chúng ta sẽ có thể cùng nhau đánh bại được Gigados. Thử xem nhá. Iron Defense. Liệu có thể đánh bại được không? Và hình như kỹ năng nó không gây được sát thương rồi. Rock Blast. Hy vọng là
Ui chết rồi, không sống nổi rồi. Còn Charizard, Min Chao và Bao Pha Lan. Thử Bao Pha Lan đi, tại vì Bao Pha Lan có tuyệt chiêu hút đầu cực kỳ thốn luôn. Để xem nào. Bao Pha Lan hút đầu. Đó. Cố lên, một hit nữa thôi, mấy em ơi. Mình biết là em Bao Pha Lan này không chịu nổi một hit nữa rồi. Nhưng mà hy vọng là Min Chao, người được mình phong cho mệnh danh One Punch, dùng tuyệt kỹ Z, thử xem. Em ơi, sao em lại làm anh thất vọng rồi? Buồn ghê luôn á. Không sao, không sao. Infernal Override của Chari. No. Một xíu nữa thôi là mình đã có thể đánh bại được em Gigados này rồi. Cay thiệt sự luôn các bạn ơi. Không được, không được, phải đổi dạng Pokemon thôi. Ở đây thì mình có những em Pokemon nào có thể chiến đấu ở dưới nước ta. Thử em Haunter xem. Mình sẽ thử em Haunter nha. Thay thế cho em em nào mà đánh em lại ta. Min Chao đi, Min Chao mình thấy không có đánh lại rồi. Rồi tiếp tục với chiến lược cũ nha. Lần đầu thì mình sẽ cho em Tyranitar của mình ra trận trước. Sử dụng Thunder Fang để cấu rẻ trước đi. Biết đâu mình lại tê liệt được em Gigados và có cơ hội lật kèo thì sao. Kéo được Kaka máu rồi, Kaka máu rồi. Chỉ cần em Tyranitar đánh được 2 hit thôi là mình có tỷ lệ thắng á. Cố lên, phản đam em ơi. Đó, hai hit rồi nha. Được, được, được. Kế đến thì mình sẽ chờ đợi cho em Titanita của mình bài trận rồi mình sẽ triệu hồi Pokemon khác nha. Mặc dù bài trận nhưng mà em Titanita của mình đã đóng góp rất là nhiều sát thương rồi. Giờ thì tới Pikachu nè, mong rằng Pikachu có thể trụ được một hit của em này. Không trụ nổi một hit các bạn ơi, em này khỏe quá. Vậy thì Bao Pha Lan. Anh hy vọng vào em đó Bao Pha Lan ơi, hút một phát kết liễu luôn. Cố lên, cố lên. Ui một xíu nữa thôi. Đàn ơi. Cây nhờ. Bởi chi em Bao Pha Lan mình có một tí sát thương nữa. Thì hay rồi. Ui, đánh bại luôn rồi. Và mình được một cái Giga Dot Size. Yay. Ui đồ của mình. Mình nhiều đồ quá, mình không thể nào ấy được nữa rồi. Đuôi su cỡ đâu, mình làm cần làm một cái bản chế tạo gấp. Một cái bản chế tạo. Được nha, được nha. Ê, chế tạo. Rồi qua. Đừng có mất nha. Mình sẽ đổi ra cho mình một cái rương nè. Rồi từ rương á thì mình sẽ làm ra luôn cho mình một cái rương su cơ. Lấy vỏ su cơ ra một cái coi. Rồi rương su cơ theo công thức giống như vậy nè. Để có thể chứa thêm đồ á, chứ tình hình như vậy thì không có đủ kho chứa để chứa rồi. Và lấy đồ thôi. Hôm nay mình còn đánh bại thêm được một con boss shiny các bạn ơi, Gigados. Cấp rất là cao luôn á. May mà nhờ sự hợp sức của tất cả mấy em Pokemon của mình thì mới có thể đánh bại được. Đúng là sức mạnh của số đông luôn là chiếm ưu thế. Và giờ thì mình sẽ cất những thứ này vô trong nè. Cái Gigados size thì mình sẽ để dành khi nào mình có Gigados thì mình sẽ tiến hóa máy lên nhá. Rồi và hình như mình mất. À không, mình có thể chế tạo lại được cái ấy nè. Cái Deep Ball. Công thức giống như vậy. Đó, có được 7 trái Deep Ball, 1 Dust Ball. Ê, Ultra Ball đâu rồi? À đây, Ultra Ball đây. Tưởng đâu mất Ultra Ball chứ, là tiếc lắm á. Rồi và giờ thì mình sẽ tiếp tục lên đường thôi. Hãy coi phùng. Mình nghĩ là nên đợi cho trời tối các bạn ơi. Trời tối thì mình sẽ gặp được nhiều Pokemon xịn hơn á. Chứ ban ngày thì mình thấy khá là ít gặp được mấy em Pokemon xịn. Đi ven theo bờ biển này coi. Hình như ngoài biển á, rất là ít Pokemon kiểu như cấp cao ấy. Mình thấy toàn là mấy em Pokemon cá không à. thì có phía bên này thì có một cái giếng nè. Ở ngoài khu vực sa mạc á, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp được những cái giếng. Và đằng kia có một cái ngôi làng nữa. Liệu rằng cái ngôi làng đó có một cái nhà thi đấu ở cạnh bên không? Bỏ cái này. Được cái mèo. Ý, Pokemon huyền thoại. Ủa không, cái này không phải Pokemon. Cái này giống cây cúp vậy. Wow, mình gặp được cái gì nè các bạn ơi. Ôi, một cái công trình bí ẩn nữa. Được, mình sẽ làm dấu mày được. Công trình bí ẩn, lưu lại màu tím luôn. Wow, hôm nay mình lại may mắn khi mà gặp được một cái công trình gì đó rồi bí ẩn luôn nè. Cái ở chính giữa đó nhìn giống cây cúp ghê luôn á.
nhưng mà mình không biết nó là dùng để làm gì nữa. Để từ từ mình sẽ tìm hiểu sau. Giờ thì mình sẽ lại cái ngôi làng bên này cái đã. Ủa, ngôi làng hướng nào ta? Bật bản đồ lên. Ngôi làng hình như là hướng bên đây. Ok, để mình sẽ áp sát ngôi làng. Và đây là Pokemon gì mà lạ vậy? Thử xem. Beedrill. Em này là Beedrill các bạn ơi. Ủa, nhìn ngầu vậy. Hệ lửa và hệ thường. Được, được, được. Mấy em ngầu như vậy không bắt là không được các bạn ơi. Thử nha, thử nha. Và coi phần giới tính thì phải chiến đấu thì mới biết được hả? Được, chịu chiến luôn. Lửa với lửa nha. Em này là giới tính cái. Ý, được, được nha, được nha. Vậy thì dùng lớp bon thôi. Ngần ngại gì mà không dùng đúng không? Vô trong lớp bon này em ơi. Hy vọng là sẽ chịu. Ủa trời, 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 trời. Không chịu thì thôi, cần gì phải đánh người ta như vậy. Trời ơi, đánh đau thiệt sự luôn á. Đau nhưng mà vẫn thích dùng lớp bon tiếp thôi. Này thì á, úi trời. Mình tốn 2 trái rồi, và đây là trái thứ 3. Đó. Nhất quá tam thôi. Rồi, đã bắt được em ấy rồi nha. Quá là tốt luôn. Và mình sẽ tiến lại gần hơn với cái ngôi làng thôi nào. Sẵn đó mình sẽ hồi máu cho mấy em Pokemon luôn á. Và vùng sa mạc này có vẻ là cũng khá là ít Pokemon đó nha. Mình nghĩ vùng sa mạc này chỉ xuất hiện Pokemon vào buổi chiều với buổi tối là tốt thôi. Chứ bình thường là mấy em Pokemon cấp thấp thôi các bạn ơi. Và ngôi làng này có vẻ không có cái nhà thi đấu cạnh bên rồi. Cũng khá là tiếc ha. Nhưng mà không sao, mình sẽ tiếp tục qua đây để nhặt thêm một cái Pokéchat nè. Thử xem coi cái Pokéchat này sẽ rơi ra. Búp. Rơi ra cái gì vậy? Lansat Berry. Ủa sao mình vừa mở cái thành tựu gì vậy ta? Tự nhiên mình mở cái đó xong cái được cái thành tựu gì á. Không hiểu luôn. Phía bên này có một cái Uchachat. Để xem coi cái Uchachat này sẽ rơi ra cái gì. Một cái đĩa Rock Clam. 90 sức tấn công. 90 thì chắc cũng khoảng 3-4 ngàn á các bạn ơi. Cũng không ít đâu. Hay nha, trời đã tối rồi. Đây chính là thời khắc mình sử dụng Dust Ball nè. Để xem coi hướng này có Pokemon nào. Geodude, ở đây có một Shiny Geodude nè. Ôi, mình có nên bắt không? Đây là dạng Shiny Geodude màu vàng. Đã dạ, đã dạ. Được, 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 bắt em Geodude này thôi. Và mình sẽ sử dụng Dust Ball nha. Thử xem, một Dust Ball liệu có bắt được. Hy vọng, hy vọng, hy vọng. Chịu đi, chịu đi. Đó, được luôn. Với một cái Dust Ball các bạn ơi. Đó, thì mình đã bắt được em Shiny Geodude rồi nè. Và tổng cộng thì mình đã có được. Ủa, như trước giờ mình chưa bắt Geodude hả? Ơ, vậy là đây là em Geodude đầu tiên của mình. Mà dạng Shiny luôn á. Mở được thêm một cái thành tựu nữa. Và hình như khi tiến hóa thì sẽ thành Raveler đúng không ta? Mình thấy Raveler với Geodude có cái điểm gì đó giống giống nhau á các bạn ơi. Ui, đây có Pokemon gì nhìn đáng yêu vậy? Chưa, để mình lên đây mình kiểm tra thử. Em này là Hitmontop. Wow, hệ chiến đấu. Ui, nhìn đáng yêu vậy mà sao? Hệ chiến đấu hả? Được, 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 thử xem mình có em có Pokemon hệ chiến đấu nào đang có trong slot không? Chết thì không có rồi. Vậy dùng Pokemon yếu yếu để bắt em này đi. Uầy. Chị hồi em này ra là nhìn chả khác gì cái tháp di động cả. Thử dùng cái skill nào yếu nhất coi. Yếu nhất chắc có lẽ là siêu này rồi. Và gây được sát thương không? Ây da, trời ơi. Đục. Đục có mất có một máu rồi các bạn ơi. Một đống máu các bạn ơi. Mới một máu mà một đống máu. Vậy chắc mình cái gì vậy? Ủa mình Ủa? Tự nhiên đục mình xong cái phản đam lại ngẫm của tội luôn rồi. Mà công nhận cái em đó có tính ra luôn á. Mình đã trở về nhà rồi các bạn ơi. Và sau chuyến khám phá ngày hôm nay á thì mình cũng khá là bội thu khi mà mang về được rất là nhiều những cái loại hóa thạch khác nhau nè, những cái play và bắt được kha khá Pokemon mới nữa chứ. Điểm sơ qua coi, ở đây thì mình bắt được thêm em cá nè, em Pokemon hệ rồng nè, rồi em chó nè, rồi một Pokemon hình cây kiếm Geodude Shiny nè, Pokemon lòng đen, rồi còn gì nữa hết. Hết rồi. Và đặc biệt nhất là cái Pokemon này nè. Mình không biết đây có phải là Pokemon không nữa.
Ui, mắc 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 máu to quá mà tới nỗi mất máu luôn rồi, các bạn hiểu rồi đây. Giống như cái tháp di động các bạn ơi, level 60 lận nha. Và mình có được một mớ đĩa nhạc nè, để bây giờ mình sẽ coi giá cả nó như thế nào. Nếu tốt thì mình sẽ thử bán. Và Rock Glam, một một cái đĩa 8.000 tiền. Tốt vậy, tốt vậy. Rock Glam sức tấn công có 90 thôi. Thôi thôi thôi, mình sẽ bán cái đĩa này để mình có được một mớ vốn á, để sắp tới mình sẽ mua thật là nhiều những Pokemon tốt và sử dụng vào việc bắt những Pokemon khác nha. Quá là xịn luôn các bạn ơi. Và đặc biệt nhất thì mình còn có được một thứ, đó chính là đây, Gyarados. Đây là viên đá dùng để tiến hóa Mega cho Pokemon Gyarados á, mà mình chưa biết Gyarados có là dạng tiến hóa của Pokemon nào nữa, để từ từ mình sẽ tìm hiểu và cố gắng á tiên bắt được Gyarados và sử dụng viên đá Mega này nha. Nếu tiến hóa Mega chắc mình nghĩ em đó sẽ rất là đẹp cho coi á. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye. Shop Lọc Sutaki, shop bán ạc refi giá cực rẻ, chất lượng uy tín, giao dịch tự động.